Rồi nay chia sẻ mấy 105 mít các bạn ơi, thu hoạch đồng vuông tôm ha. Khu đất này thì có miếng rất là lầy luôn các bạn, đưa máy 105 lên cắt nè. Máy kéo cũng đang di chuyển chạy qua ruộng các bạn. Đây thì cũng có cái vỉ cầu ha. Này buổi sáng mới ra đồng các bạn ơi, chuyến đầu tiên nè. Trăm lẻ năm chục lúa xuống ra là chục bao, 1/2 bao. Này máy chạy sát cái mương nha các bạn, lên cặp cái đường nước nè. Rồi có cái chòi thấy mát quá. Cầu các bạn. Rồi máy kéo vô các bạn ơi, thì gom một dòng thì được 2 lớp nè. Cầu này khoảng 40 bao các bạn. Cứng bắt vỉ cầu cũng ngon lành ha. Cái vỉ bên kia nó hơi nghiêng nghiêng nè, nó lúng hơn. Chạy lúa đứng thì phao phao các bạn ơi.
tiếp tục di chuyển qua cái vỉ cầu để đi lấy lúa nữa các bạn ơi. Rau máy 105 này thì phải gom lúa liên tục. Chạy cũng hơn phân nửa rồi các bạn ơi, khoảng 5 công đất rồi đó. Sáng xuống buổi sáng được 10 công, chiều kiếm 20 nữa khỏe.